Nếu bạn đam mê tiền xu cổ, đèn dầu cổ, bàn ủi con gà, hộp quạt Zippo, lò xô Đức, quan công, pháp khí, linh vật và hàng trăm vật dụng xưa cũ còn sử dụng tốt, thì cứ ghé thẳng chợ Gia Chai số 71 đường Hùng Vương của thành phố Cần Thơ. Chợ nhóm họp vào sáng thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần với khoảng 25 gian hàng. Xe rét có Đồng Tháp, Sài Gòn, Long Xuyên, Bạc Liêu. Mỗi người món để tập trung đây là trước là để giao lưu, sau là anh em buôn bán kiếm thu nhập. Ở chợ này, hàng mỗi phiên mỗi khác, có khách ghé hàng tuần chỉ để ngắm. Người bán không nhất thiết thu tiền mà có thể trao đổi bằng hiện vật. Người mua cũng có quyền định giá dựa trên mức độ yêu thích sản phẩm. Thời đó mình có xài cái tô, cái chén đó đó, bây giờ mình nhìn lại tô chén đó là nhớ kiếp là hồi xưa mình ăn cái tô này nè. Mỗi tuần đi qua mua chừng triệu, hai triệu, vài trăm vậy đó. Ham mê đồ xưa, đồ cũ á. Thời đây là cuốn hút mỗi tuần mỗi ghé, giờ không mua cũng ghét coi nữa. Nó mang những cái đường nét sắc sảo qua văn cổ xưa mà đời mới giờ làm không được. Nó có cái hay là nó giúp người ta, ví dụ như cuối tuần người ta có thể đi xem những món đồ mà ví dụ như mình thấy thích, mình sưu tầm về, như đó nó có giá trị về mặt thời gian. Có nhiều người ta không biết, ta chỉ nghe nói, nhiều khi nói bằng ủi gà, không biết ủi gà ra sao. Người ta lại thấy hồi xưa ông bà mình xài cái này, mà giờ mình mới thấy được lần đầu tiên. Chi tiêu để mà mình chơi những món này thì mình chi 10% trong những cái thu nhập mình có được. Giống như lúc mà mình rảnh rỗi, mình có thể mình đem ra, mình ngắm nghía, rồi mình chùi rửa, nó có cái nét đẹp riêng của nó ẩn sâu bên trong. Tuy nhiên, để không bị lầm tiền và khám phá đúng nét đẹp của từng hiện vật, khách đến đây cần trang bị những kiến thức cơ bản. Đồ xưa, đồ cũ và đồ cổ là những khái niệm khác nhau, và tương ứng với mỗi khái niệm thì sẽ có những cái giá tiền khác nhau. Tuy nhiên, tất cả chúng đều có một cái điểm chung, đó chính là màu thời gian. Vậy thì màu thời gian cần được hiểu như thế nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi gặp một người. Với 35 năm kinh nghiệm mua đổi đồng thau cổ, ông Vĩnh không khó nhận biết giá trị của hai chiếc bình cùng làm từ vỏ đạn. Qua cái công đoạn các nghệ nhân người ta tạo lên được cái bình, để thời gian sau nó sẽ có được cái bụi thời gian. Thì cái vỏ đạn này, vỏ đạn 37 ly của phòng không không quân, thì nghệ nhân của Nam Định và Thái Bình người ta tạo ra cái kỹ thuật, người ta tạo ra được cái vỏ bình này thì khoảng 1-2 năm thành ra nó không bằng cái này. Cái này là trước 75, thành ra cái giá trị nó phải thấp hơn cái này 50%. Hàng ở đây có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng khi lên sạp. Nhưng tất cả người bán trong chợ không ai nhớ rõ là mình đã bỏ ra bao nhiêu tiền để duy trì gian hàng. Họ chỉ biết phần tiền lời thu về đủ để nuôi dưỡng niềm đam mê, góp phần lưu giữ một góc nhỏ ngược thời gian giữa lòng phố thị đất Tây Đô.